Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục về mẫu lọc xì số cho bác anh em. Và hôm nay thì là lọc xì số của Tamashii, hàng chính hãng luôn ạ. Model của em nó là 215 các bác nhé. Với dòng lọc xì số, nếu anh em xem kênh của em thì các bác đã khá là quen thuộc rồi. Qua rất nhiều những dòng lọc xì số từ em giới thiệu cho bác anh em từ năm 2020 đến giờ. Mỗi một dòng lọc xì số đời sau ra bên em đều tuyển chọn những cái dòng nào mà chất lượng trong tầm một khúc giá để giới thiệu cho bác anh em. Bên em cũng test thử trước rồi. Và Tamashii Pro 215 này thì được anh em đánh giá cũng khá là tốt. Trong tầm một khúc giá quá là ngon lành luôn. Với dòng lọc xì số thì anh em có thể tùy biến theo sở thích của các anh em. Các bác biến em nó thành một em nâng giải bass, trung, chép hay là nâng giải nhạc để anh em nghe nhạc. Đấy. Và cái chế độ 2 thì anh em biến nó thành một con nén tiếng, một con chống hú gì đấy. Đấy, một con chống hú thì nó chuẩn hơn. Các bác có thể cắt giải tần nó bị rú rít, các bác tùy chỉnh biến nó thành một em chống hú luôn. Đấy, ở cái nhưng mà các bác không phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều mà các bác có các chế độ để lưu sẵn để sử dụng. Đấy. Có rất nhiều cách để anh em sử dụng. Tùy theo sở thích mỗi người biến em lọc xì số này thành một cái thiết bị trong mỗi mốt khác nhau để phục vụ các bác anh em. Ví dụ như ở đây em có hai chế độ em đang thử trước, em vừa test cho bác khách. Hai chế độ, bác có muốn là một cái chế độ để bác đánh nhạc sàn và một chế độ mà bác nghe cái nhạc du dương, nhạc cà phê, cà bước như kiểu mà em đang mở cho bác đây. Đây là cái chế độ mà bác yêu cầu em cài này. Đây, em test thử cho anh em luôn. Với chế độ này thì bác đang yêu cầu em thì là làm cho cái tiếng bass nó mềm xuống một chút, nghe tiếng chép nó đủ sáng thôi, nghe êm tai và bớt rung đi. Đấy, em cài sẵn cho bác rồi. Nhưng chế độ 2 bác bảo là cài thử cho anh một cái chế độ để anh thử anh bác nhạc sàn, nhạc sống xem nào. Đây, bác cần tiếng bass nó phải to này, nó phải chắc tiếng này, tiếng chép nó phải đanh lên để bác chơi. Đây, em cài sẵn cho bác rồi nhá. Em gọi này, gọi chế độ dần, bấm recall này. Đi cô, xong rồi xoay núm control này. Xoay control 2. Đây quá nhìn các bạn. Tiếng bass, tiếng chép ở phần này thì nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Gọi nha. Tất nhiên cái này phải test với nhạc sàn cơ. Test nhạc sàn thì nó mới chuẩn được. Đây là nhạc này thì để chế độ này nó không hợp lý lắm. Nhưng nghe test các bác nghe thử thôi. Các bác thấy sự thay đổi không ạ? Chế độ 1 đây. Đó. Ngay bản thân ở hai cái chế độ nghe nhạc thì bác có thể tùy biến theo hai thể loại nhạc khác nhau để anh em sử dụng rồi đúng không? Còn nếu như mà anh em mà muốn để biến nó một thành con chống hú thì phải làm như nào? Cái này thì rất đơn giản, cách thức các bác nhìn đây nó có 3 nút đúng không ạ? 3 nút xoay, 3 nút nhấn này luôn. Thì các bác nhấn vào cái nút hai nút gain này, hai nút gain ở góc này. Đấy, nó ghi gain vol này. Đấy, bác bấm vào thì nó xoay đây. Ví dụ như các bác mua bác đang cảm giác bác đo thử có rất nhiều phần mềm đo, còn anh em có thể cảm nhận ở đây cái giải 2K đang bị rít chẳng hạn, các bác muốn giảm nó xuống, đây giảm nó xuống, bác cắt ở giải này đi, còn cái giải ngay bên cạnh luôn, giải 2,5K nó hơi rít một chút thì giảm xuống một chút xíu này, ví dụ như này đúng không ạ? Sau đó đến giải 6,3K này, các bác thấy vẫn thấy nó rít hoặc là nó đang thấy nó thiếu thì các bác có thể tăng lên, ví dụ này, đấy. Sau đó các bác new lại rất đơn giản, các bác bấm set này. Bấm set. Sau ở phía bên trái màn trái này nó sẽ hiển thị số. Bây giờ các bác muốn để nó new vào cái chế độ 3 đi. Chế độ 3 để các bác anh em để hát karaoke, để cắt hú đi. Thì các bác khi nó sang số 3 nhấp nháy là bấm set lần nữa. Đấy. Là khi các bác gọi nó ra nhá, các bác gọi nó ra này. Em xoay bác xem. Đấy, vì chế độ 4 nó không có đúng không ạ? Chế độ 3 nó có này. Đấy, nó cắt hú được rồi. Đó, thế là đơn giản thôi, một con lọc xì nó đảm nhận cho các bác anh em rất nhiều chức năng khác nhau để anh em có thể tùy biến rồi, tùy chỉnh rồi. Nhưng em này thì có một cái nữa rất là hay, đó là nó có phần mềm để các bác anh em chỉnh máy tính luôn. Đấy, dây kết nối máy tính này. Dây kết nối máy tính này nó đi sẵn theo máy luôn, chứ không phải ai tặng cho các bác ấy. Đấy, nguyên sẵn theo máy. Nó có phần mềm luôn. Phần mềm thì nó có ổ đĩa và chắc là máy tính ở gia đình các bác anh em không cần phải dùng đến cái này đâu. Vỡ hay là các bác về các bác bỏ đi cũng được. Em sẽ gửi phần mềm cho bác anh em qua Zalo chẳng hạn. Đấy, em sẽ gửi sang cho bác anh em, các bác cắm vào các bác cài ở trên máy tính như bang số.
Còn các bác thích tùy chỉnh tay thì như em vừa chỉnh cho anh em. Còn các nút chức năng này thì các bác nhìn thấy nó rất rõ ràng. Bypass này, bypass thì các bác nhấn để về cái chữ on này thì không có tác dụng. Nghĩa là nó không có cho tín hiệu xử lý. Nghĩa là nó cho chạy thẳng qua luôn. Còn khi các bác ấn nút bypass này, bypass sang off này bắt đầu nó mới xử lý tiếng nhá. Đấy. Em đang sử dụng con dưới cùng nên em tắt tất cả con bên trên thì cho chạy nhạc này, thẳng qua đến con dưới cùng luôn. Em để off này. Đấy. Thì bắt đầu nó mới hoạt động các bác. Còn nút gọi chế độ đây, gọi các chế độ, nó có 10 chế độ khác nhau, bác bấm nút recall đi rồi. Đấy. Nó xoay này. 10 mốt khác nhau để anh em sử dụng luôn. Đó, 10 mốt khác nhau. Thì các bác thoải mái biến em nọc xì nó thành cái gì cũng được đúng không? Còn nút bypass thì như em chia sẻ rồi. Còn nút adapt này, adapt này các bác có thể tùy chỉnh nhé. Để cho nó biến anh -9, -8 hay là trừ bao nhiêu đó thì tùy các bác anh em. Cái này theo sở thích anh em. Thì các bác nếu mà không biết, không nghe cảm nhận rõ ràng các bác để -9 cho em. Thì em đang thấy nó hợp lý nhất rồi. Còn ở các cổng đầu ra của nó thì các bác yên tâm, các bác có bất kỳ một cái dây nào để kết nối thì đều kết nối được. Các bác kết nối âm ni bằng đầu ra AV này. Đầu ra AV nó đều có đầu vào đầu ra luôn này. Đây, input là đầu vào này, output đầu ra này. Cổng đầu vào đầu ra nó có ca lông và 6 ly nữa. Anh em đấu vào âm ni cổ đều được hết. Đấy. Cổng đầu vào ca lông và 6 ly thì nó sẽ tích hợp cùng với nhau luôn. Đấy, cùng với nhau nhé. Bên trong là các bác có thể cắm dây 6 ly được nhá. Bên ngoài các bác cắm đầu vào nhận tín hiệu của nó bầu vào ca lông được. Hai cổng 1-2 đây. Còn đầu ra thì là nó không tích hợp cùng với nhau được thì nó phải tách riêng ra. Đấy. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Đầy đủ các cổng kết nối cho bác anh em luôn. Và rất dễ, rất tiện sử dụng cho bác anh em. Lại có thể tùy biến theo sở thích cá nhân của mình nữa. Và em nọc xì số Tamashii Pro 215 này ở trên thị trường các bác anh em đang mua không dưới giá 2 triệu đồng đâu. Em khẳng định các bác anh em luôn, không dưới giá 2 triệu đồng đâu nhá. Thì cái này các bác yên tâm, thì các bác đến với Quyết Audio thì lúc nào sẽ có giá đẹp cho bác anh em luôn. Giá này bên em thì chưa đến 2 triệu đồng đâu và vẫn bao ship, vẫn tặng dây về cho bác anh em. Hàng bảo hành 24 tháng, các bác mua hàng thì các bác không cần phải đặt cọc. Không cần phải đặt cọc luôn nhá. Các bác nhận hàng, kiểm tra đúng hàng các bác mới thanh toán. Đấy. Anh em có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em thôi. Và anh em đặt hàng thì có hai màu trắng và đen để anh em lựa chọn. Anh em thích màu nào thì các bác có thể lựa chọn màu đó các bác nhé. Và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho em nút like, nút đăng ký kênh.